Hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình và mình là số 4. Và hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái event không phải event. Chắc là event. Về cái gói hai cái gói còn lại là cái gói báu vật boss này và cái gói học viện chiến binh này mà từ cái hôm trước mình đã nói đã làm phần 1 đấy. Phần trước mình đã mở gói báu vật tân niên này, báu vật Mercy này và báu vật hết nhiệt này. Thì như hôm trước mình đã tính rồi ấy, thì hôm nay ngày hôm qua ấy, thì nó vừa mới khuyến mãi quy đổi GP đấy. Đấy, mình đã quy đổi ra xong rồi. Đấy, mình tính trước rồi. Mình thông minh quá. Bây giờ thì mình sẽ mua hai gói này nhá, làm nốt nhá. Đó. Và thì mình cũng cảm ơn các bạn đã đăng ký đã quan tâm và đăng ký người ta gọi là cái gì nhỉ, series về cái đấu trường chân lý mình đăng lên trên kênh của mình, thì nhận được phản hồi với cả đăng ký rất là tích cực. Mình cũng rất cảm ơn các bạn và mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục up những cái clip về cái đấu trường chân lý với cả những cái clip về review sự kiện này nhé. Thì hôm nay mình sẽ mở nốt đây, mình cái này này và cái hộp boss này chắc chắn mình sẽ đổi ra. À, cái hộp boss này ấy, là cái túi gà rán đấy các bạn. Đó là cái túi, cái hộp này giống hệt cái túi gà rán này. Mình mở sẽ được một cái đây này, trong được mở ra toàn bộ mảnh trang phục của một trong 90 dòng trang phục như Kindia, vệ binh tinh tú hay siêu phẩm này đó này. Nhưng mà mình mở cái này đen lắm các bạn ạ. Mình thường mở cái này cuối hay hôm nay mở cái này trước nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này trước. Bình thường mình mở cái túi này đen lắm, hôm nay mình sẽ mở từ cái túi này trở xuống vậy, xem nó có đỏ hơn không nhá. Rồi. Biệt đội Omega các bạn. So với những cái lần trước như thế mình đã đỏ hơn rồi các bạn ạ. Đấy chưa, toàn những cái gói, toàn những cái mảnh trang phục truyền thuyết thôi. Ngon. Đó, biệt đội Omega các bạn này, toàn những cái mảnh 290 với cả một cái mảnh 310. Ngon đấy, so với những lần trước là như thế là ngon rồi. Nhưng mà nếu mà nó ra cái trang phục siêu phẩm thì nó ngon hơn. Siêu phẩm rất nhiều, với cả vệ binh rất nhiều. Bây giờ mình sẽ mở tiếp về đến cái này nhá. Bây giờ hôm nay mình sẽ mở từ cái to xuống cái thấp nhá. Đồ gió mở 8 nè. Ok, giả lập một đống thịt rượu, thịt để bơi. Được. Cái này nhiều tiền. Nguyệt sinh tiền. Được. Ấy chà. Được. Nói chung là cái hộp này mở sướng lắm các bạn ạ. Mở ra nhiều skin ngon lắm. Nhưng mà mong nó sẽ ra cái túi boss các bạn ạ. Cái túi boss là cái túi lúc nãy mình vừa mở đấy. Được. Mà ra hơi nhiều cái bọn mùa đông kỳ diệu các bạn ạ. Via ba đá quý và không có túi boss nào. Đèn thế. Nhưng mà không sao, mình sẽ có rất nhiều mảnh này. Hôm nay mình sẽ đổi mảnh. Nhưng mà nếu mà nó ra túi boss thì ngon hơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở cái này nhá. Mở theo thứ tự ngược mà. Bình thường là cái MC ra trước này, thôi ra hai cái này. Đó. Hôm nay mình sẽ mở ngược lại. What the hell? Thật là
kiểu kiểu mình đang ăn những cái món rất ngon nhưng mà tự nhiên ăn sang cái món này lúc đầu tưởng nó ngon nhưng mà ăn vào như shit vậy. Mở ra hai cái mảnh trang phục mà nó cũng chả đẹp, chán. Mở 10 này, 11 này, mong nó ra túi. Ở mà túi có hai cái trang phục đều, tôi cứ mong ra túi vậy, tại vì đá quý mình có nhiều lắm rồi. Được 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 nói chung là cái viên này nó nổ mấy cái trang phục, cái nổ mấy cái trang phục truyền thuyết với cả sử thi nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà nếu nếu nói về về cái đá quý này thì MC nó vẫn nhiều hơn này. Bây giờ mình mở Sole đi. Đó. Mở MC này. 1 trên 10. 1. Cái môn đồ trang phục mùa đông mình phải mở được 5 6 lần rồi các bạn ạ. Lần này bây giờ mở cái viên này lại không ngon bằng cái viên này rồi. Mở tiếp. À, 13 rồi, 13 rồi. Ừ, một trang phục vĩnh viễn rồi. Vệ binh chính tú. À, không phải. Được. Mặc dù mình có cái mảnh rồi nhưng mà mình sẽ đổi cho tinh hoa lam các bạn ạ. Cứ mấy cái mảnh đỏ đấy dán nhiều tinh hoa lam được đấy. Cô hai mình lại không thích một cái trang phục quán quân, à trang phục của đây này đó, được một cái túi học viện rồi, thế được được thêm mấy cái mảnh trang phục nữa rồi. Còn gì mình không thích cái trang phục cái bọn vô địch thế giới đâu, chả có cái nào đẹp cả, theo mắt của mình ấy. Rồi. Mở tiếp một cuốn. Ai à. Nó cho luôn à? Đúng rồi, nó cho luôn rồi. Mày thế, hôm trước mình đang định đổi. Mày qua mày qua. Được. Được 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 được. Hào hào. Đó, hào. Bây giờ mình sẽ phân tách tinh hoa xong rồi mình đổi nhá. Đấy, được đấy. Đầu tiên là mình sẽ sắp xếp theo bảng này, giá trị này. Đó. Đây sẽ đổi này. Mình chơi này, mình để lại. Poppy thực ra mình cũng chơi nhưng mà phải cái đấy xấu lắm các bạn, cái trang phục cổ ngữ Vlibby. Đây à có rồi. Mình thích cái trang phục, khá thích trang phục Ragaz say rượu các bạn. Mặc dù nó không phải là mấy cái mảnh trang phục sử thi hay là truyền thuyết nhưng mà theo mình thì mình nhìn nó hợp mắt các bạn.
được. Đừng ra mấy cái trang phục này nữa. Xấu. Cuối cùng thì nó cũng ra một cái trang phục nhìn được tí các bạn. Trang phục đấy thì ảnh này đẹp. Thạch Kinh Hòa. Trang phục này mình có nhiều lắm rồi. Mở được rất nhiều mảnh trang phục đấy rồi. Nhìn tinh hoa sướng thì các bạn nhỉ. Đó. Ok. Ôi, sướng quá, sướng quá. Phê lòi, phê lòi các bạn. Phê lòi, phê lòi. Bây giờ mình check nhanh nhé. Đó. Check xem có cái nào nó có chưa. Mình sẽ đi đổi ra mấy cái trang phục mà mình thích. Đây có rồi. Hồi cái trang phục này mới ra các bạn thì nó là cái trang phục đẹp nhất của thằng Yasuo này có này, nhưng bây giờ cái trang phục này nó cũng chả phải gọi là đẹp nhất rồi. Cái trang phục giả lập này à, siêu phẩm Yasuo này là cái siêu phẩm đầu tiên đấy, sau nó mới ra năm sáu trang phục tiếp theo ấy, thì cái siêu phẩm của thằng Yasuo này lại xấu hơn mấy cái trang phục siêu phẩm trước này, siêu phẩm Z này. Ra nó hơi bị lạc đàn một tí, tại vì nó ra trước mà. Này. À bên này. Ôi, đổi nhiều quá. Sướng quá, sướng quá các bạn ạ. Bây giờ thoải mái tinh hoa lam. Bây giờ muốn cái gì để đổi được cái đấy đấy. Nhưng mà vấn đề nó phải có mảnh. À, cái này 36 à. 36 đổi đi. Ra mình định để cái này đấy, tại vì mình chơi Fiddle Stick đi hỗ trợ mà các bạn. Đổi cái nào bây giờ nhỉ? Đổi cái này đi. Được, tạm tạm. Không gọi là đẹp lắm nhưng mà cũng được, không xấu. Đó, bây giờ sẽ quy đổi. À đây này, mở nốt. Thank you.
mình mở cái hộp bình thường đấy, còn ra cái fax civia đấy các bạn, cái trang phục này của mình này. Đâu nhỉ? Cho nên là cũng không phải là nhìn mấy cái đều đều ấy, nhìn mấy cái hộp đều đều đấy mà ấy đâu. Đây này, cái trang phục này này, cái trang phục này là mình đổi từ cái hộp để bình thường đấy. Ông vật này, đây là mình đổi từ cái hộp này ra này. Hồi đấy mình còn đánh ấy, xong rồi nó cho nhiệm vụ ngày ấy đó, xong mình được một cái này, một cái dương bằng chìa khóa, xong rồi mình mở phát ra con fax bia đấy. Nhưng mà nói chung là phải gọi là đỏ, phải gọi siêu đỏ thôi, không phải đỏ bình thường nữa, chắc là chả bao giờ mình mở thêm lần thế nữa. Bây giờ mình quy đổi trang phục này, cái bọn là trang phục với Ưng Thính Tú này cũng khá là đẹp này, mặc dù mình gần như là chả bao giờ mình động vào cái bọn đi giữa đường giữa này cả, nhưng mà mình thích. Con này mình chơi được đi rừng này, đó con này cũng đi rừng được này. Pattern thì mình chỉ đánh hỗ trợ thôi các bạn ạ. Anh già được Raven. Giá trị. Thôi mình đổi cái đỏ đi. Đổi cái đỏ này. Này nhìn ngon hơn đấy, vệ binh tinh tú à. Đổi đi các bạn, về sau mình còn nhớ đâu mình lần sau mình quay ba mảnh trang phục lại vào mấy cái này thì hơi tiếc các bạn, đổi đi để cho nó vào cái mình chưa có ấy. Omega. Cái gói hắc tinh rồi đấy các bạn, đó nốt con đấy nữa là mình có full mà cái chủ đề hắc tinh rồi. Tiên kiếm hội tử thần, vai cái mảnh đấy rõ ràng là cái mảnh truyền thuyết mà mở ra nó lại thành cái mảnh sử thi các bạn ạ, điều vãi. Thì cuối cùng là cái này lên 93 rồi này, đến gần rồi này, gần với cái mốc mốc mắc rồi, cái này nó lên một tí này. Còn cái trang phục thường nó với này, cái trang phục này mới nhiều này, không biết bao giờ full. Thôi thì đến đây video kết thúc rồi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, đăng ký và chia sẻ và like và nhấn chuông để hiện thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nha.